Peugeot là thương hiệu châu Âu có lịch sử lâu đời. Lịch sử của Peugeot trải dài trên chặng đường hơn 210 năm với quá trình thay đổi logo sư tử ấn tượng. Xuất phát từ một thị trấn ở Pháp, dòng họ Peugeot khởi nghiệp từ ngành cơ khí. Ban đầu, Peugeot được biết đến với thương hiệu sản xuất lưỡi cưa, dao mài, cối xay tiêu, máy may. Đến năm 1882 mới đi vào sản xuất xe đạp và nhanh chóng gặt hái được những thành công đầu tiên. Vào năm 1891, một thành viên trong gia đình nhà Peugeot là Armand đã chế ra chiếc xe tự hành đầu tiên của công ty, chia sẻ động cơ của Daimler. Peugeot chính thức trở thành nhà sản xuất xe hơi vào năm 1896, khi Armand Peugeot tách khỏi công ty gia đình và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng và dốc toàn lực cho sản xuất ô tô. Tất cả những ô tô mà Peugeot sản xuất đều mang đậm dấu ấn của cái đẹp và sự bền bỉ, là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Năm 1935, mẫu xe hơi hạng sang đầu tiên của Peugeot, Peugeot 402, chính thức được giới thiệu và nhận được đánh giá cao từ khách hàng. Hiện nay, sau những nỗ lực và sáng tạo không ngừng, Peugeot đang là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, với danh mục sản phẩm đa dạng, thuộc top 10 thương hiệu ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Âu. Với lịch sử thương hiệu Peugeot hơn 210 năm, các mẫu xe của thương hiệu Pháp này liên tục giành được những giải thưởng danh giá trên thế giới. Nổi bật như thương hiệu đáng tin cậy nhất năm 2019 từ J.D. Power, ngôn ngữ thiết kế iCockpit, nhận giải thưởng Red Dot năm 2017. Giải thưởng xe của năm Car of the Year 2017, giải Car of the Year của Auto Express năm 2018, giải Best Medium SUV Award 2019 từ Car Buyer, giải xe mới của năm New Car of the Year 2019 của Auto Trader, giải thưởng thiết kế Red Dot 2020, giải động cơ của năm trong 8 năm liên tiếp Engine of the Year. Năm 2013, Taco Auto và Peugeot ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất lắp ráp và phân phối độc quyền xe du lịch Peugeot tại Việt Nam. Đến nay, Peugeot đã trở thành thương hiệu xe châu Âu phổ biến nhất Việt Nam với line-up sản phẩm Peugeot 2008, 3008, 5008, và mẫu Peugeot Traveller. Riêng với Peugeot 3008, từ khi ra mắt vào cuối năm 2017 đến nay đã đạt doanh số ấn tượng hơn 7.500 xe. Tiếp nối thành công này, Taco Auto giới thiệu đến khách hàng mẫu xe New Peugeot 3008. Ngay khi ra mắt tại châu Âu, New Peugeot 3008 đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, trong đó có cả khách hàng Việt, bởi thiết kế mới sắc nét và nổi bật khả năng vận hành ấn tượng cùng công nghệ an toàn đẳng cấp. New Peugeot 3008 xuất hiện với diện mạo phía trước hoàn toàn mới, nổi bật nhất là lưới tản nhiệt với thiết kế trang viên hiện đại. Cụm đèn trước LED Projector được thiết kế theo ngôn ngữ riêng của thương hiệu. Phía dưới cản trước được làm mới với nẹp sơn ánh kim thanh lịch. Bên hông xe là nẹp chrome cỡ lớn cùng với bộ vành 18 inch phong cách Los Angeles. Cụm đèn hậu công nghệ LED với hiệu ứng 3D dạng móng vuốt sư tử và ống xả đôi năng động thể thao tạo điểm nhấn ấn tượng ở đuôi xe. Thiết kế độc đáo khiến xe luôn nổi bật khi di chuyển hay đứng yên vào ban ngày hay ban đêm. Không gian nội thất trên New Peugeot 3008 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế New iCockpit đặc trưng của thương hiệu Peugeot, mô phỏng buồng lái máy bay và lấy người lái làm trung tâm. Các yếu tố của thiết kế này bao gồm vô lăng D-cut vát cạnh, nút bấm chức năng truy cập nhanh mô phỏng phím đàn piano, bản đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch hướng về người lái và cần số điện tử. Các tiện nghi nổi bật bao gồm sạc không dây chuẩn QI, đèn trang trí nội thất tùy chỉnh cường độ sáng, ghế trước chỉnh điện, ghế da Claudia sang trọng, khoang hành lý rộng rãi đáp ứng đa dạng nhu cầu. Ngoài ra, New Peugeot 3008 còn được trang bị chức năng cúp điện thông minh cùng cửa sổ trời toàn cảnh, tối đa sự thuận tiện cho khách hàng. Diện mạo mới ấn tượng cùng không gian nội thất hài hòa làm tăng vẻ sang trọng cho mẫu SUV đến từ châu Âu. Khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt của mẫu SUV châu Âu New Peugeot 3008 nhờ vào động cơ tăng áp 1.6 lít THP kết hợp với hộp số tự động 6 cấp E86 cùng thế hệ khung gầm EMP2 mới nhất của tập đoàn PSA. Các tính năng hỗ trợ an toàn bao gồm 5 chế độ vận hành Advanced Cruise Control, 6 túi khí, cảm biến đổ xe trước sau, camera lùi toàn cảnh giả lập thuận tiện, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động, tính năng nhận diện biển báo, giới hạn tốc độ, cảnh báo thời gian lái xe và nhắc nhở người lái tập trung. Khả năng vận hành tối ưu cùng trang bị an toàn giúp người lái tự tin làm chủ trong mọi hành trình. New Peugeot 3008 ra mắt với hai phiên bản Allure và phiên bản Active.
Cả hai phiên bản cùng sử dụng động cơ tăng áp cho công suất cực đại 165 mã lực, mô men xoắn cực đại 245 Nm ngay từ vòng tua 1.400 vòng một phút. Và hệ thống khung gầm EMP2 mới nhất của tập đoàn PSA, nay là Stellantis. Cụm đèn trước trên hai phiên bản có sự khác nhau về cấu tạo và tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu. Màu sắc gương chiếu hậu cũng có sự khác biệt. Phiên bản Alu có thêm tính năng điều chỉnh khi lùi và tích hợp đèn chào logo Peugeot. Cả hai phiên bản đều có đèn hậu dạng 3 móng vuốt sư tử. Tuy nhiên, phiên bản Alu có thêm hiệu ứng 3D. Các trang bị nội thất khác nhau bao gồm chất liệu ghế, chất liệu ốp nội thất, kích thước màn hình trung tâm, tính năng ghế phụ chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn trang trí nội thất, gương chiếu hậu chống chói và hệ thống định vị dẫn đường. Về tính năng an toàn, phiên bản Alu được trang bị thêm cảm biến đổ xe phía trước và gói an toàn ADAS bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và nhắc nhở người lái tập trung. Có 6 tùy chọn màu sắc ở cả hai phiên bản: cam Fusion, đỏ Sensation, xanh Emerald, trắng Pearl, xám Platinum, đen Nera. Trong đó có 3 tùy chọn màu sắc mới là cam Fusion, xanh Emerald và xám Platinum. Thông tin đáng mong chờ nhất trong buổi giới thiệu ngày hôm nay đó chính là New Peugeot 3008 được giới thiệu với hai phiên bản New Peugeot 3008 Alu và New Peugeot 3008 Active. Giá niêm yết cho hai phiên bản lần lượt là 1.109.000.000 cho phiên bản Alu, 1.009.000.000 cho phiên bản Active. Giá sau ưu đãi trong thời gian này cho hai phiên bản lần lượt là 1.089.000.000 cho phiên bản Alu, 989.000.000 cho phiên bản Active. Mức giá này giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc sở hữu mẫu xe SUV mới đến từ châu Âu. New Peugeot 3008 được trưng bày tại hệ thống 47 showroom Peugeot trên toàn quốc. Khách hàng có thể liên hệ tư vấn trực tiếp, tham quan xe và đặt hàng từ hôm nay để được giao xe ngay trong tháng 6. Đặc biệt hơn, nhận giao xe tận nhà cho quý khách hàng có nhu cầu. Hãy liên hệ với showroom Peugeot gần nhất để trở thành những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe ấn tượng này.